đỡ. Ê, hai cha con em xin chào cả nhà nha. Thôi, chào cả nhà nha. Cả nhà thì nay hai cha con em làm cái đầu heo quay này cả nhà. Đây là nãy giờ đã chuẩn bị bận quá cho nên là không có quay cái khâu chuẩn bị được. Nói chung là cái kênh YouTube của em á cả nhà, thì cái kênh là Đam Mê Ẩm Thực Việt Nam á, nay em đổi thành Nhớ Quê rồi cả nhà ơi. Chung là nay em sẽ đổi cái cách nấu nướng nha. Thì để nấu những món ăn quê nhà, nấu những món ăn ngày xưa mà mình hay ăn á, thì nay em sẽ quay với cha mẹ em luôn đó. Thì đây bên hông nhà thì nay có mua được bộ bàn ghế tre này cả nhà đó, mẹ đang ngồi lật rau nè. Chào cả nhà nha. Mẹ à, cả nhà thì bên hông nhà này thì cũng mát mẻ cho nên là mua bộ bàn ghế tre đặt bên hông nhà này để gia đình có ăn uống gì đó, quay gì đó thì qua bên đây quay cho nó thoải mái mát mẻ nha. Bên đây thì có không khí quê lắm cả nhà ơi. Nay thì mua được ít rau sống, sống ăn với đậu heo quay. Bây giờ con nhóc cá, cải xà lách, đậu găm, đậu găm đồ mẹ, đủ loại luôn. Ngồi ghế. Ôi, như con quên mua dưa leo rồi mẹ ơi. Không có dưa leo. Dưa leo chút xíu tìm mua. Tìm mua sao được? Đây có hai trái bắp. Đây cả nhà mua được bộ bàn ghế tre, đẹp lắm cả nhà. Đây, bên đây thì cha đang ngồi một cái. Đây ngồi đây. Lại sẵn đây giới thiệu cho cả nhà luôn, đây có một cái bếp này cả nhà. Đó chưa? Có cái bếp này thì nếu như mà có ăn mấy món kho rồi cả nhà thì gia đình mình sẽ qua bên đây nấu kho, nấu canh rồi cho nó dân dã tí nha, nó đẹp tí. Đó, cả nhà thấy không, bếp hai tầng luôn. Đó. Đây thì có mấy cây ổi nè cả nhà, cái ổi cây chuối rồi nè, nhìn nó mát mẻ lắm. Này thì chỉ có chiều chiều thì nó mới nắng chói thôi, còn buổi sáng thì nó mát. Mà nó mát tới 12 giờ luôn chứ ha. Mát 12 giờ, mát 1 12 giờ luôn á. Đây nè, cha đang ngồi quay. Quay cái đầu heo này giờ thấy hấp dẫn không? Cái này quay biết bao giờ, giờ định bao giờ mới chín ta. Nó quéo rồi đó. Hả? Nó đỡ đỡ rồi đó. Quay cái này ngồi chắc ngủ gục luôn á. Rồi chắc ngủ gục luôn. Nó cứ quay tèn tèn chơi ra cả nhà, thời gian rảnh mà. Dịch bệnh thì không đi đâu được. Ở nay thì là chủ yếu là làm cái đầu heo để ăn mừng cái tên kênh mới nha cả nhà, là tên Nhớ Quê. Thì nay em sẽ làm những món ăn về quê nhà luôn. Có gì thì cả nhà ủng hộ cho con em ha, ủng hộ gia đình em nha. Đổi hả? Đổi tên hả? Đổi tên luôn chơi. Đổi thành Nhớ Quê luôn. Nhớ Quê đi. Nhớ Quê luôn. Đó, thấy hấp dẫn không? Đó, thấy không? Cái này tí quét một ít màu điều lên nữa. Cái màu điều lên cho nó phồng. Ê, kiếm lấy đồ đâm sơm đó con. Sơm nha. Đâm sơm. Cái này bên trong đó cả nhà, đây nè. Dưới cái má thì lúc nãy mình có lọc ra cho ha. Lọc ra để ướp gia vị vào đó này. Nó cho nó thấm rồi. Bên trong má này nè. Quét cho nó lớp màu điều, màu nó cho đẹp cho ha. Quét vô nó trắng thịt nó không ngon đâu. Nhìn. Quét vậy nó giòn mà thịt nó thấy hấp dẫn. Hấp dẫn nha. Cái này quay không quay lẹ đâu. Nó quay lẹ chậm đâu. Cái này phải có cái máy quay cho ha. Nói gì? Có cái motor nhỏ á. Tôi nhỏ để gì để dành quay món gì cho nó tự quay. Mai mốt chế cái motor nhỏ. Cái nhà thấy hả, không dặn cái nhà. Bắt đầu ngã màu rồi ha. Xăng rồi đó, xăng rồi chứ ha. Xăng rồi, thịt xăng rồi.
Nó sôi rồi thấy không đó, ụt ụt luôn á. Chưa đâu, tí nữa nó sôi dữ nữa. Cái má mình tẩm ướp á trời, nó tí nó thấm vô chắc ngon lắm ha. Đậm đà. Trời đổi chỗ rồi kìa, qua kia mọc quần dài nóng quá trời. Nóng quá trời, nóng luôn à. Ngồi cạnh cái lò nóng quá nên là mọc quần dài. Gió nó ngược gió cái nữa. Qua đó ngồi xuôi gió hả? Xuôi gió nè, nó mát. Rồi nó lên bọt luôn nè, thấy không nè, thấy không? Lên bọt luôn đó. Chơi đâu tí nữa, tí nữa nó mới. Nhưng bữa con có quay cái giò heo đó, nó dằn kính đó nha. Quay cái này nó không áp nè, còn nếu mình để nguyên miếng cái nó áp. Ơi, mẹ là gạo xong chưa? Đó, phần rau của mẹ đã xong rồi nha. Đó. Đó, cả nhà thấy cái bộ bàn ghế che im không? Ngồi đây ăn thì lý tưởng nha cả nhà. Cái này hiện tại vẫn còn mát hả nha? Mát cái này mới 11 giờ. Gần 11 giờ. Này tầm 12 giờ mấy, 1 giờ mới nắng. Biết có ăn kịp không đây? Thiếu than rồi cả nhà, đập thêm một ít than nữa. Cái gì quá trời than vậy ha. Dòm thấy không, thấy ngon không, cả nhà dòm thấy hấp dẫn không? Dạ khè rồi. Chuẩn bị đập than nữa là chín rồi đó. Thời gian nha ha. Mất thời gian. Đó, cả nhà cái gì theo dõi mai mốt em sẽ nấu những món ăn quê nha cả nhà. Ăn trưa cá đồng đồ. Mày giờ được mấy tiếng rồi ha? 2 tiếng chưa? Có à. Gần 2 tiếng rồi. Tiếng nữa mới chín. 3 tiếng. Làm gì chứ, làm đồ heo nó mất thời gian, mất công lâu lắm. Lâu lắm. 2 tiếng, hơn 2 tiếng nha ha. Hơn 2 tiếng, hai tiếng quay thì nó đã được thành phẩm như thế này cả nhà. Nè. Nó giòn. Quá trời luôn. Ôi giòn nè. Ôi ôi. Lên đây hết đó. Ừ. Quá trời. Ghiểu ghiểu luôn. Chắc chín rồi nha ha. Chín rồi đó, chín rồi. Mà mình quay thêm tí để cho chắc. Trời ơi. Đâm nữa cho nó ra mỡ ăn nó không ngán. Ôi. Wow. Thấy không, xôi hấp dẫn dẫn không? Ý ra ăn xôi nồi cơm luôn á. Dạ, nồi cơm luôn. Đó, thấy không? Wow. Wow. Thấy không? Biết trong nghe đã thì tột đấy. Tột hết hả? Tột xuống đứng cái tột đó. Không quay được rồi. Lấy hai cái lá chuối bịch cái lau tay ở lại cả nhà, đỡ khét. Sôi quá cha. Quá trời. Có bề lá kiểu rồi đó. Sôi vàng. Ngon. Vàng này. Nhà ơi, quá trời rồi nè. Chín rồi. Ôi, sắp chín rồi. Sắp này muốn xỉu luôn rồi. Sáng giờ chưa ăn gì chứ anh. Rồi. Cũng
nè, đó không, nè, đó không, đó, đó, thấy không? Quá trời giòn ha. Quá trời. 3 tiếng đồng hồ đó cả nhà. 3 tiếng đồng hồ. Quay đầu heo nhìn tới 3 tiếng đồng hồ. Khá là lâu. Có mấy cái nó chảy cái nước máu ra ha. Cứ ngồi đây mà quay chảy hoài, quay cái này nó buồn ngủ luôn. Cái là buồn ngủ luôn nè. Bắt đầu nướng là có mới 10 giờ rưỡi à. Quá trời lên tim rồi nè. 10 giờ rưỡi à. Đây có 2 trái bắp đưa vô nướng luôn. Đấy, 2 trái bắp nè. Wow, coi nè, dạ, hết biết rồi nè. Ý là quay hoài vậy đó mà nó còn lên tim vậy đó, thấy không? Chạy gì cho? Chạy nữa rồi. À, cả nhà ơi, vậy là gia đình em đã quay xong cái đầu heo rồi nha cả nhà ha nè. Cực kỳ giòn và ngon. Nướng ngon. Hồi nướng hai chị con làm 3 tiếng hả cha? Rồi 3 tiếng rồi. À, giờ thì gia đình em bắt đầu thưởng thức em, mời cả nhà thưởng thức cùng gia đình em nha. Thôi mời cả nhà nha, thưởng thức nha. Mời cả nhà ăn đầu heo nướng. Đầu heo nướng. Đầu heo nướng. Đây ta thế cha. Dạ. Ôi mát quá. Gió mát hả cha? Gió mát quá. Rồi. Cắt ra thử ra. Điều, điều giòn lắm luôn á nha. Ồ chín hết rồi. Ồ, quá giòn rồi cả nhà ơi. Thử miếng này. Cắt ra hả? Cắt chai cho bỏ qua đây nè, đổ rau đi đi. Ừ. Cho đẩy đồ heo lên đây đi. Ừ. Đây hai trái bắp. Ừ. Anh để ừ. Cái nướng ra. Đó. Quá. Quá. Nó giòn luôn đó, giòn thấu luôn á. Này thì sẽ chấm với cái gì đó? Chấm cái này với mắm nêm. Mắm tôm, lộn. Mắm tôm. Mắm tôm nha cả nhà, mắm tôm pha chua cay như mắm nêm đó. Mày thử dưới đây nè. Ui. Chạy nước miếng rồi. Cho nó giòn đó nè. Nghe nè. Ừ, thấy giòn không? Nó. Giòn rồi nha. Giòn lắm, giòn luôn. Nhỏ này bự vậy hả? Ôi. Thử ra thử miếng đã, thử miếng ơi, chồng bỏ miệng miếng ơi, cào nhắn thế nào. Ôi. Rồi tấm nè cả nhà. À. Rồi mời cả nhà nha. Ngon quá. Thơm. Giòn. Quá. Thấu luôn nha. Thấu. Giờ tới cái gì? Có dao nhỏ ta, có dao nhỏ rồi nha. Hay là kéo luôn. Chơi cái má đi. Ôi. Quá giòn cả nhà ơi. Ừ, nè. Ôi, ôi. Lấy dao nhỏ không anh? Thơm. Cái này thì mình cứ ướp xả với gia vị vô đây nè. Ủa, cái da, cho con miếng da nha, thèm quá chịu hết nổi rồi. Thôi mời cả nhà miếng da nha. Miếng da giòn. Hết biết không? Giòn. Giòn. Đúng là không uổng công làm 3 tiếng đồng hồ ở nhà. Mẹ, sao mẹ? Ngon. Vừa quay không cũng là 3 tiếng đồng hồ. 3 tiếng đồng hồ. Nay ngồi trên bộ bàn ghế tre nữa. Ăn thì nó có cảm giác về trở về quê hương ngon hơn nữa. Chín rồi cha hả? Chín rồi. Thịt heo này vừa chín tới à, rửa máu như em ăn mới ngọt. Cái chín quá cũng không ngon nữa. Dạ. Cái thịt heo này là không có sợ heo, trâu, bò. Mới không bền má rồi đó. Bình, trời. Má nhắc rừng. Thơm quá nha, có cái xả. Xả với tỏi, hành tím rồi vô. Hết tiên. Thôi, nè, như đây dùng đi. Làm đúng miếng này đi, thử miếng da kìa nha. Cho nào. Cho đi. Đi. Ôi, da này. Giòn. Nóng. Nóng chưa? Còn nóng hả? Lắm, nóng luôn. Giòn. Lâu lắm rồi không ăn món này. Thế là không ăn món đậu heo nướng. Bữa thì mới làm đó, mới vừa chín tới không? Vừa chín tới nha. Nó còn ứng ứng ha. Đó. Thôi, được rồi, ăn đi hả? Ăn.
ăn đi. Không chắc nữa. Cho thử nở mũi đi cho. Chẻ nở bên mũi đi, được không? Dạ. Lấy dao nhẹ. Vâng. Thật kiểm tra thử coi sắc mọi thứ ít luôn ăn cho nó ngon. Chín luôn ha. Giòn. Giòn. Hay là lấy dao lọc. Lấy dao coi. Đây. Mày lấy dao nha. Dạ. Ừ, lọc ra mọi thứ ít luôn cho nó ăn cho nó ngon luôn. Đó. Cái này quay nó cũng ý là nó hơi lâu thôi ha. Chứ lâu. Còn quay ra ăn cũng ngon á. Đầu heo nó quay nó nướng nó phải lâu rồi. Lâu. Là nếu mà mau quá nó không có chín. Thực biết không, nghiệu nghiệu là cả nhà. Nè, nhìn coi. Nghiệu nghiệu luôn. Còn cái ghế bỏ ngoài kia luôn. À, đáng lẽ ngồi ngoài bên kia cả nhà nhưng mà giờ làm hơi trễ á. Thì nắng nó hơi chói tới, ngồi trong này thì nó góc này nó không có nắng. Rồi, mời cả nhà nha, làm dùng đi. Làm đi, trời. Đi. Để cái này bên đi cho. Đó, nó đỏ đỏ vậy đó, ngon đó, thấy không? Đỏ đó, ngọt ha. Ừ. Này ngồi ăn trên nghe. Cái bộ bằng ghế tre nữa. Đó hộp. Chén chén xưa nha cả nhà. Mẹt mẹt ấy nè. Đó. Mẹ sao mẹ, cảm nhận sao mẹ? Ngon. Giòn nha. Ừ, giòn. Nắng này cặp kẹp, vô kẹp miếng rau sống. Cái này có lông bia tới tay hả? Mẹ gắn cặp thịt ăn kìa. Quá trời thịt. Cơm anh. Cơm anh. Thịt. Thịt mấy này. Ngọt hết á. Đầu tiên là giòn ấy ha. Mà cái ngọt ngọt của thịt. Mà thơm cái mấy mùi cây thảo mình ướp á. Nó thơm mùi chả ướp. Ừ. Cơm. Ôi mẹ, nãy giờ mấy chén hơi chén nhỏ. Ôi mẹ, cái chén này hồi xưa đâu có nhỏ vậy ta, nhớ cũng bự bự mà sao con đặt mua nhỏ ta? Giờ làm nhỏ vậy. À, chén nhỏ. Hồi xưa đâu có nhỏ. Nhỏ vừa thôi, đâu xưa nhỏ dữ vậy. Mà. À, đúng rồi. Hôm nay cái này mình kiếm đặt mua trên mạng á cả nhà. Chứ còn ở chợ đồ lớn nhất Đồng Xoài cũng quá luôn. Ở đang kiếm quá trời mà không có. Cái con đặt mua trên mạng. Mua trên mạng mới có cái loại như thế này nè. Loại gì? Đợt này sao nhỏ dữ không biết. Kiếm khó kiếm lắm. Đó. Bộ bằng ghế tre này thì cũng mua trên mạng đâu nha cả nhà. Ở khu này thì ít chỗ bán cái này lắm. Bánh mì hả cha? Bánh mì. Cái bánh mì. Ui, da giòn quá. Da giòn khấu mà. Da giòn ngon. Kẹp những miếng bánh mì. Cái này cái bánh mì miếng da đó cầm miếng. Cái hồi xưa con nhớ là ăn cái chén nó con bự bự lắm. Bự hơn đặt mua lên về nó nhỏ hiếu thôi không kỳ kỳ. Cái chén này ta ăn chục chén quá. Đúng rồi. Chén này ăn khỏe, ăn chục chén quá. Chén này thì nó bằng nửa cái chén bình thường mình. Hơn nửa đi. Ôi, ngồi đây mát ha. Mát. Rồi, nha. Con chuối nè.
mát. Còn ứ ứ máu này mới ngọt, thịt nó ngọt, thấy không? Gì ngon mà. Ừ. Đừng có sợ, ba cái theo mình nó ứ ứ máu đó, đừng có sợ, nó ngọt lắm. Trời ơi, trời sao không? Mình nướng á, nó chín bên, nó nóng bên ngoài, nó áp bên trong, nhưng mà cái máu bên trong nó vẫn không thoát ra được á. Ừ. Thì nó vẫn còn hơi đỏ đỏ thôi. Mình thực tế là nó đã chín rồi mà. Hả? Cái lực nóng bên ngoài nó tác động vào, nhưng mà cái máu bên trong nó không thoát ra được. Đúng vậy, nó giòn lắm. Máu mà. Đỏ đỏ không? Đỏ rồi không? Đỏ ngọt đúng không? Con ong chơi, con ong à. Này ăn cơm hơi trễ, làm món này hơi lâu. Giấy mình đâu có đem ra đâu hả? Giấy mà đem ra nha. Cầm ra cho thằng giấy thì được rồi, khỏi. Trời. Cho chấm mắm tôm thấy sao? Nè. Ngon rồi, mắm tôm chua ngọt. Là lạ đúng không? Ừ. Nãy định làm mớ ớt chanh rồi mà thôi. Chấm này ngon, như cái làm mà cái mắm. Dạ. Còn nó mắm chanh. Nó đậm đà hơn ha. Ừ. Ừ. Đã. Thử miếng tay. Cái tay của nó. Cho. Dạ. Cho. Thử miếng tay cho. Dọn ta. Nè, ăn tay chưa? Chưa. Tay dọn mẹ. Bắp nè. Tay dọn. Nói chung là nay cũng sẵn dịp quay cái đầu heo này cả nhà, thì đấy là đầu tiên là đổi cái tên kênh mới á, thì quay cái đầu heo để làm một clip đầu tiên của cái tên kênh Nhớ Quê luôn nha cả nhà. Thì sau này em sẽ làm những món ăn quê nhà, món ăn miền Tây nha. Nói chung là cũng muốn nấu những món ăn miền Tây, những món ăn quê nhà mà ít có thời gian nấu, với lại mình nấu không quen thì không được giống như cha mẹ nấu. Cho nên là quyết định về đây để quay clip với cha mẹ thì nấu những món ăn hồi xưa hay ăn. Cá rô đồng nè, tôm nè, tép rồi đó cha. Để lâu lâu chạy về đây rồi quay clip với cha mẹ rồi thẳng ăn cơm với ông bà vui luôn. Chứ còn không làm clip thì cũng ít khi nào về đây ăn cơm đúng không cả nhà. Tuần hai tuần về lần à. Sẵn cái dịp có làm clip rồi với ông bà về đây ăn cơm rồi chơi vui. Với ăn được những cái món ăn thường xuyên của ông bà. Ăn những món ăn quê hương luôn. Có gì cả nhà ủng hộ gia đình em nha. Nếu như cả nhà yêu mến thì cho em xin một like, một đăng ký để có nhiều động lực hơn làm những cái video hay hơn gửi đến cho cả nhà xem. Cha dự định sao cha? Dự định có hết đóng đó không? Dễ gì? Nó nói không? Nhiều quá. Nhiều quá. Này là mới cắt có một bên má với bên tay à? Ừ. Còn quá trời. Quá trời. Hay hết. Nè. Quá đã. Tay nó ngon. Dọn nè, tay dọn á. Chấm đậm đậm tí kẹp miếng rau thơm đó. Kẹp miếng rau rồi vô nó hấp dẫn. Rau rồi vô hấp dẫn. Nè, ứ rồi thấy không? Ứ nó máu, có rồi máu thấy không? Là đỏ rồi nè. Đỏ đỏ nó còn có. Này nhiều người biết á, ta ăn bình thường, còn nhiều người không biết, ta thấy ta sẽ còn sống đó nha. Ôi mát quá. Gió thổi khỏi gần quạt gió luôn. Mát ghê á. Quá đã. Ngon, thịt nó ngọt. Thịt ngọt nha. Ngọt lắm. À, hai bà ngồi ăn tình cảm chưa? nay vợ mình thì ở dưới nhà. Không có, nói chung là một người đi thì một người ở lại để lo coi công việc quán xá, cho nên là không đi được hết hai người.
thì lâu lâu mới chở vợ với hai đứa nhỏ xuống. Mẹ ăn mấy chén cơm mẹ? Ba chén luôn, ăn ba chén. Ba chén hả? Chén nhỏ xíu, ba chén ăn thôi vậy. Bên kia thì có cái lò cả nhà, cái lò với cái bếp nha. Mai mốt thì sẽ kho khô, kho cá rồi. Nấu canh chua rồi. Nấu canh chua rồi thì mình sẽ ra ngoài này mình nấu luôn cho nó ngon. Ngoài dọn ăn. Mà làm mấy cái món bình thường kia thì chắc không lâu đâu ha. Mau rồi. Mấy món bình thường kia chắc nhanh à. Bình thường kia thì làm chắc tầm tiếng rưỡi là có ăn rồi ha. Tiếng hồ có ăn rồi. Mua đồ ăn về, ca muốn ăn gì mua về xong rồi tiếng hồ có ăn rồi. Chị ăn cho đã bữa đi. Có nướng thứ này nè, thích nướng này lắm. Nướng thứ này có thời gian nướng thứ này nó vui ha. Thật là vui cũng ngon. Không? Lại đói nữa, đói ăn gì cũng ngon hết cả nhà. Này gùi hơn nhiều ha. Hay là có mùi mắm tôm ra mẹ. Mắm tôm nó mới bày lại đó. Có mùi mắm tôm nó mới bày lại á. Mắm tôm. Mắm mấy bữa mình cũng có ăn có. Sướng ghê á. Gió mát, chim hót líu lo. Mẹ ăn đi mẹ. Mẹ to rồi. Nhanh nhở? Mẹ to rồi. Ăn đi, ăn thịt đã chó kìa, bánh mì kìa mẹ. Đây rồi. Đây rồi. Cầm khách luôn chứ. Đây rồi đi. Còn mình trai hả? Rồi, con ăn, mềm bắp nè. Con ăn đi. Đây, con ăn. Thật rồi. Bắp thơm ha. Bắp Mỹ á. Chín chứ mẹ. Chín. Ngọt quá. Ngọt thơm. Quá, wow, cái này ngon. Còn trái nữa chưa? Hết nữa. Còn lại trái bắp nè. Trời ơi. Ngọt đây mẹ ơi. Ngọt. Ngọt mà thơm quá, ngọt nướng quá. Ngọt thơm. Ngọt thơm kìa. Này lúc nãy soi nhìn đã ha, đâm đúng bọt bọt không. Đây cả nhà ơi, thì nay gia đình em cũng quay cái clip quay đầu heo nướng đó, bát quá, quá. Nướng đầu heo coi như là ăn mừng cái tên kênh mới nha cả nhà. Thì có gì mong cả nhà ủng hộ gia đình em để em làm những video hay hơn rồi đến cả nhà xem nha. Thì cái tên là Nhớ Quê, thì em sẽ làm chủ đạo là những món ăn ở về quê hương nha, món ăn quê nhà thì mình tự nhớ tới quê nhà, nhưng là cũng ít có dịp về cho nên là ở này làm những món ăn như thế này. Thì, cái clip này cũng khá dài rồi, cảm ơn cả nhà đã theo dõi video nha. Nếu như cả nhà thấy hay thì cho anh xin một like và đăng ký nha. Cảm ơn cả nhà thật nhiều. Bye bye cả nhà nha. Bye bye. Bye bye.